Và tiếp đến chương trình, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cho đó ôn giọng hát từng trong chúng ta. Và khi cô hát lên, quý vị, quý mong rằng quý vị sẽ vỗ tay từng tiếng hát của cô. Một, hai, ba.